thầy xin chào tất cả các bạn nha thầy xin chào tất cả các bạn bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đề thi học sinh giỏi quốc gia của bộ dục và đào tạo các bạn nè đây tài liệu này ờ, à, tài liệu này thầy đã bỏ trên page rồi và tài liệu này có từ năm 2006 tới thời điểm hiện tại và mới nhất và cứ mỗi năm thầy sẽ cập nhật đề thi mới nhất vào trong đây à, hiện tại là năm 2000 lẻ à 2022 các bạn nha đây chính là tuyển tập đề thi học sinh giỏi quốc gia, đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nè. Rồi. Thì ở cái buổi đầu tiên, chúng ta đang giải cái đề thi năm 2006 này. Thầy và các bạn đã phân tích cái phần nghe và chúng ta đã làm xong cái phần này rồi nè, phần ngữ pháp, phần word form, phần đây guided cloze test xong hai phần luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần còn lại, những phần còn lại của cái đề thi này các bạn nha. Rồi đây, những phần còn lại của đề thi học sinh giỏi này. Thì đây chính là phần đọc hiểu và thầy biết rằng các bạn khi mà tìm tới cái video này, các bạn đều là những bạn học sinh rất là xuất sắc, xịn sò luôn. Thầy sẽ không dịch cái bài này sang tiếng Việt bởi vì thầy dịch nó dấp nó vấp và các bạn cảm thấy rằng sẽ không có hay. À, các bạn nha nên thầy thầy à, cung cấp cái đáp án các bạn tham khảo nha rồi các bạn tham khảo thông thường những cái đề đầu tiên rất là dễ phù hợp cho những bạn à, thi chuyên anh nè à, thi học sinh giỏi các bạn nha rồi à, câu 61 các bạn chọn câu b nè và câu 62 các bạn chọn thầy là câu c các bạn nè rồi còn câu 63 các bạn chọn thầy câu a nha đó còn câu 64 các bạn chọn thầy câu B Rồi, câu 65 các bạn Ở đây, cái chữ này Bạn chọn thầy câu D nè Rồi, chúng ta đã xong một cái bài Đọc hiểu các bạn nha Bây giờ, đây chính là bài clo Test và chúng ta sẽ làm Cái bài clo Test này à, Các bạn nha Rồi. Thầy xin nhắc lại các bạn à, Thầy giải những đề thi Học sinh giỏi quốc gia vì đam mê các bạn Chứ nó rất là khó So với thầy rồi, thầy đam mê tới đâu, biết tới đâu thầy hướng dẫn làm tới tới đó các bạn. Rồi, làm tới đó nha. À, trước đây thầy có nói là khi mà thầy đi học đại học năm nhất thôi, thầy vào thầy bị ngợp bởi những bạn xung quanh của thầy. Các bạn chuyên anh ở Đắk Lắk nè, chuyên anh Lê Hồng Phong, chuyên anh Đại Nghĩa, chuyên anh phổ thông năng khiếu và các bạn chuyên anh khắp các tỉnh thành, thầy bị ngợp luôn. Thầy ở quê, thầy biết về chút xíu về từ vựng ngữ pháp nhưng mà khi đi thi vào đại học Ôi các bạn nói tiếng Anh như sáo như gì đó thầy bị ngợp luôn các bạn Và thầy rất là hâm mộ các bạn học sinh giỏi nha Rồi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi ở quốc gia các bạn Rồi những bạn đã thầy biết rất nhiều bạn được tuyển thẳng trực tiếp vào đại học luôn các bạn nha Rồi vì vậy rằng thầy giải những cái đề này Đơn giản rằng thầy rất là thích các bạn Chứ thầy tìm hiểu rất là lâu mới được một phần Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha, chúng ta sẽ làm các bạn nha phần này. Câu số 1 các bạn. Thì cái sự nghiện mới nhất bảy hàng ngàn người là internet. Cái mà gì đó các bạn, cho những mối quan hệ đổ vỡ, sự mất việc làm, cái gì đó tài chính và thậm chí là tự tử luôn. Rồi, câu 66 bạn sẽ chọn chữ gì đây? Thì ở trong câu 66 này các bạn, một số bạn quan sát thấy chỗ này có chữ has chỗ này có chữ bin ý là sao đây thì các bạn có thể đoán được chỗ này chúng ta cần một cái động từ v ba các bạn bị động và chữ nào sẽ phù hợp vào cái vị trí này vừa phù hợp về nghĩa và phù hợp về ngữ pháp là có chữ for ở đây nè thì căn cứ vào nghĩa của câu này, bài này các bạn cần đọc thêm ở phía dưới một chút xíu để các bạn dễ hình dung thể dịch nha cái sự nghiện mới nhất để bảy hàng ngàn người là Internet. Cái mà được cho là nguyên nhân cho những mối quan hệ đổ vỡ, mất việc cái gì đó tài chính. Thì chỗ này thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ plan for nè. Đó, được đổ lỗi cho. Đó, có nghĩa rằng những cái phía sau chịu trách nhiệm cho cái việc nghiện Internet các bạn nha rồi thầy chúc mừng bạn đặng khôi nguyên đã xuất sắc câu số uh, 66 nha tiếp các bạn câu 67 thì chỗ này bạn có cái từ là financial các bạn nè là tài chính nè thì một số bạn thấy người ta hay dùng là financial crisis là khủng hoảng tài chính nhưng mà nếu như chúng ta dùng cái từ crisis chỗ này á thì nghĩa nó nó to tác quá các bạn nghĩa nó to tác quá À, chúng ta đang nói tới con người ở đây thôi Chả phải một quốc gia, một công ty, à, một tình hình chung Thì chỗ này các bạn không chọn thầy cái từ khủng hoảng tài chính Mà các bạn chọn cho thầy cái sự à, đổ vỡ về tài chính Chúng ta có financial rule chữ này các bạn nha Đó, Chọn thầy chữ này à, Bỏ chữ này đi các bạn Bởi vì cái từ crisis này nghĩa của nó to quá không phù hợp ở trong đây. Ờ, chữ này nhẹ nhàng hơn, phạm vi phù hợp hơn và thậm chí là tự tử các bạn nè. tiếp các bạn. những nhà tâm lý học bây giờ nhận ra rằng cái triệu chứng nghiện internet viết tắt là IAS nè, như là cái căn bệnh mới, cái mà có thể gây ra những cái vấn đề gì đó các bạn và làm uh, suy sụp nhiều cuộc đời của nhiều con người. Thì ở trong câu 68 bạn thấy rằng gây ra những vấn đề và chúng ta biết rằng chỗ này sẽ là một cái tính từ, nhưng mà tính từ nào sẽ phù hợp ở vị trí này. Thì thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ là serious các bạn nha. Đó, những vấn đề nghiêm trọng các bạn. Rồi, tiếp các bạn. Sự giúp đỡ nè, sự giúp đỡ đặc biệt. Những cái nhóm cung cấp sự giúp đỡ đặc biệt đã được thành lập để gì đó các bạn. Những người mắc bệnh này, sự giúp đỡ và sự hỗ trợ. Thì câu số 69, một số bạn quan sát thấy chỗ này có xâm quan, chỗ này có xâm thiên, cái gì đó xâm quan Thì một số bạn nghĩ tới, chúng ta có hai chữ, một là give someone something, hai là offer someone something. Thì căn cứ vào cái câu này, à, các bạn chọn thầy cái từ offer nha, bởi vì nghĩa nó hay hơn các bạn là đưa ra mang lại cho những người cần sự giúp đỡ, rồi những cái người mắc bệnh các bạn, sự giúp đỡ và sự hỗ trợ các bạn nha. Chọn thầy chữ offer nè Tiếp các bạn, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Những nhà tâm lý học đã mô tả nhiều cái gì đó gây lo lắng các bạn bao gồm một người đàn ông took his own gì đó nè sau khi mượn 14.000 đô để gì đó cái sự nghiện của mình một cậu bé tuổi tinh, một cô bé tuổi tinh. cái người mà nhận được ở uh, cái gì đó về thần kinh các bạn nè rồi bị thần kinh á vì cái thói quen 24 giờ một ngày rồi ý nói rằng cả ban đêm thức khuya tới sáng luôn chơi internet ban ngày ngủ liền ngủ bì và dần dần sẽ bị gọi là đột quỵ. Câu số 70 các bạn. Thì trong câu số 70 này, ở đây bạn sẽ cần cho thầy là một cái danh từ. Và danh từ sẽ đếm được. Bởi vì chỗ này bạn thấy là có chữ many. Thì một số bạn quan sát chỗ này nè. Including A rồi và cái B và cái C. Thì chỗ này thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ example nha đó. Ờ, bao gồm nhiều cái ví dụ gây lo lắng các bạn. Rồi, chọn thầy chữ example này. Tiếp các bạn, bao gồm cái người đàn ông, cái người mà thúc his own cái gì đó nè, sau khi mượn 14.000 đô các bạn. Thì câu số 71, bạn nào biết được cái cụm từ là take his own gì đó nè, nó tương tự như là commit suicide hoặc là kill himself là tự tử các bạn commit suicide à, hoặc là kill himself rồi là yeah suicide so yeah. chữ này thì biết đúng không chắc sai rồi rồi tự tử các bạn hoặc là kill himself thì thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy chỗ này là chữ life các bạn nha đó chọn là chữ life nè took his own life là tự tử các bạn rồi, cái chữ suicide này tự nhiên viết Quên mất tiêu các bạn Su-i-si-e Rồi, đúng rồi Chính xác, thiếu chữ Y các bạn Đó, chữ Y Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè Sau khi mượn 14.000 đô la các bạn Để gì đó nè Cái sự nghiện của mình Thì chỗ này Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy một cái động từ mang ý nghĩa là thỏa mãn cái cơn nghiện của mình Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ là certify nha Đó, satisfy nè Một số bạn chọn cái từ fit cũng được chấp nhận luôn Thỏa mãn cái cơn nghiện của mình Và một cậu bé tuổi teen Cái người mà phải nhận được cái gì đó về thần kinh các bạn Rồi, cái gì về thần kinh Thì câu 73 ý nói rằng Nhận cái sự điều trị về thần kinh điều trị tâm thần đó các bạn chữ này là tâm thần nè xin chúc mừng bạn nào chọn thầy chữ này nha chữ treatment xong chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha tiếp các bạn thì căn bệnh này không phải là giả đâu và nó phải cái gì đó một cách nghiêm túc câu số 74 là một câu cực kỳ khó luôn các bạn câu số 74 là câu cực kỳ khó luôn bạn nào không cẩn thận sẽ chọn chữ này nè bạn nào mà không cẩn thận sẽ chọn chữ trích nè. Nó phải được điều trị một cách nghiêm túc, không 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 đúng các bạn. Bởi vì chỗ này nè, ở các bạn có cái từ là seriously nè. Thì chúng ta có một cái collocation và take something seriously. Take something các bạn, something trong trường hợp này là chữ x nè. Và ở đây các bạn chọn thầy cái từ taken. Ở đây taken seriously á, có nghĩa rằng chắc cái căn bệnh này seriously là phải điều trị nó một cách nghiêm túc, phải đối xử nó một cách chỉnh chu ờ uh, cẩn thận không thể nào mà. Không thể nào mà qua loa được các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu tiếp theo các bạn. Thì một chuyên gia trong lĩnh vực nghiện hành vi ở trường đại học Nottingham Trent thì những cái người này không phải là những cái người buồn đâu. Với cái gì đó tính cách nghiêm trọng. Họ là những cái người, cái người mà ổn, cái người mà bình thường, không vấn đề gì hết trước khi mà họ gặp internet. Thì ở trong câu số 75 các bạn, ở trong câu số 75. Rồi, căn cứ vào nghĩa của câu này, thầy dịch lại nè. Thì những người này không phải là những cái người mà hay buồn bã như bây giờ đâu à, Với những cái gì đó về tính cách Thì chỗ này các bạn có cái từ personality nè Hoặc bạn có cái từ birth nè Cái từ sinh nè Hoặc bạn có cái từ character các bạn nè Vân à, vân nha Thì chỗ này thầy xin chúc mừng bạn nào Chọn thầy cái từ defect nè Thêm S cho thầy Ý nói rằng những à, Với những cái ở à, điểm mà lỗi rồi về tính cách, về nhân cách, về à, sinh sinh nè rồi à, ý nói rằng những cái điểm dị hình dị tật các bạn, những cái khiếm khuyết, những cái thiếu sót về tính cách, về à, về tính cách nè khi sinh nè vân vân nha rồi chọn thể chữ này các bạn thì họ là những cái người mà ổn trước khi họ tìm thấy internet rồi chúng ta đã xong cái phần này các bạn nha Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Chúc mừng bạn Trung Bo nha. Vân vân nè. Thì tài liệu này ở trên page của thầy, các bạn cứ vào cover các bạn tải nha. Ở đây câu 76 các bạn nha. Bạn chọn thầy là câu H các bạn nha. Đây chính là một dạng uh, bài tập giống như là FCE các bạn. Bởi vì đề ngày xưa nó dễ các bạn nha. Nhưng mà đề bây giờ nó khó đó các bạn. S là C nè. Nó hầu như không có ngữ pháp luôn các bạn. Ở đây bạn chọn thầy câu A nè. Còn câu 79 các bạn chọn thầy là câu G nè. Còn câu số 80 ở đây bạn chọn thầy câu B nha. Xong. Chúng ta đã xong cái phần cái bài tập dạng tương tự như là FCE các bạn. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ qua phần writing các bạn nè. Phần viết nha. Đây câu số 81 các bạn sẽ chọn chữ gì đây? Rồi, câu 81 các bạn. Thì giá nhà đã tăng một cách mạnh mẽ vào năm nay giá nhà đã tăng một cách mạnh mẽ vào năm nay thì cái câu này các bạn rất là hay gặp luôn các bạn các bạn rất là hay gặp luôn giá nhà đã tăng à, có cái sự tăng trong giá nhà đơn giản vậy thôi câu trên dùng thì hiện tại hoàn thành câu dưới đây các bạn cũng dùng hiện tại hoàn thành luôn chữ bin nè đó ở trên các bạn người ta dùng cái từ rise thì các bạn dùng lại thầy cái từ rise các bạn dùng cái từ increase nếu bạn dùng cái từ là increase thì bạn dùng cái từ in nhưng mà ở trên dùng chữ gì các bạn dùng lại chữ đấy cho nó chắc các bạn đây là động từ đây là danh từ nè rồi thì chỗ này các bạn chọn thầy là in in ở trong trường hợp này các bạn viết lại cái từ house prices nha. rồi một số bạn thêm chữ đờ vào thì nếu bạn thêm chữ đờ vào thì cũng được chấp nhận luôn nhưng mà ở trên không có thầy không thêm Ờ, chúng ta đã xong câu số 81 các bạn nha Của đề thi học sinh giỏi quốc gia ờ, Chúng ta sẽ qua câu 82 nè Nó thì chỉ khi tôi rời khỏi nhà Tôi mới nhận ra là Ba tôi có ý nghĩa với tôi như thế nào Mãi cho đến khi Ở đây có cái từ only when Chỗ này có từ not until Rồi viết lại hết đi rồi tính tiếp các bạn Mãi cho đến khi Tôi rời khỏi nhà I left các bạn nè. Home nè. Đảo ngữ ở mệnh đề chính các bạn nha. Tôi mới nhận ra. Chỗ này đảo ngữ nè. Uh, did I các bạn. Uh, realize. Rồi. Viết lại hết cho thầy nha. How much my father nè. Meant to me nha. Chấm một phát. Uh, chúng ta đã xong câu số 82 các bạn nha. Rồi chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Thầy sẽ qua câu số 83 nè. Chúc mừng bạn Mon Dương, bạn Trung Bo nè. Câu 83. Thì bạn có thể sử dụng nó miễn là bạn thích và nó sẽ không có mòn. Thì ý câu này muốn nói rằng dù cho bao lâu mà bạn sử dụng. Đó, no matter how cộng tính từ nè, cộng chủ ngữ nè, cộng động từ nè. À, trên có ít ở đây thì dùng chữ ít luôn. Rồi, nó sẽ không có mòn. Viết lại khúc sau nha. Bỏ chữ n cho thầy đi bạn nào bỏ chữ n vào là sai đó nha. Đây Where out chấm một phát các bạn. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo ở câu 8 à 10 từ nè. À, nghĩa nó khác nhau nha bạn Hoài, hoài. À, Hương nha. Ở đây là tăng bình thường thôi em, mình không dùng sự bùng nổ ở đây. Anh ấy sẽ trở về từ châu Phi khá sớm. Nó sẽ không lâu. Uh, khi mà anh ta trở về từ châu Phi các bạn nha Rồi Nó sẽ không lâu Ở câu trên ta dùng tương lai Chỗ này các bạn chọn thầy thì tương lai luôn Đó It won't be long các bạn Ờ uh. Chỗ này các bạn chọn cái thầy Chữ before các bạn nha Nó sẽ hợp nghĩa câu này hơn khi nè uh, Trước khi mà anh ta trở về Returns Có S nè Từ Africa các bạn nè Rồi chúng ta đã xong câu 84. Dù cho cô ấy thì kết hôn rất là hạnh phúc, cô ấy thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn. Câu 85 chỗ này có chữ ondo các bạn, chỗ này có chữ spy Rồi gặp cái dạng bài tập này hoài luôn. Thì biến một cái câu bên trên kia các bạn thành một cái cụm từ. Ở đây thầy dùng cái từ hơ nè, thầy dùng cái từ tính từ nè chỗ này thì biến nó thành một cái danh từ các bạn là marriage rồi đó phải một phát các bạn A she nè sometimes các bạn A feel nha feel nè A very lonely chấm một phát đó. À, chúng ta sẽ qua câu 86 các bạn chúng ta chỉ có thể vào trong nhà nếu như một ai đó có chìa khó cho cánh cửa nếu A, uh, một ai đó không có chìa khó cho cánh cửa chúng ta sẽ không thể nào vào căn nhà rồi viết theo hướng này các bạn nha uh, unless someone nè uh, à, nếu như một ai đó không có cái chìa khó cho cánh cửa các bạn nè đỡ đo, đo nha rồi chúng ta sẽ không thể nào vào nhà we can các bạn uh, we can't get into the house rồi xong. Chấm thầy một phát nha. câu này quá dễ với các bạn luôn. Chúng ta sẽ qua câu 87 các bạn nha. Cái lý do duy nhất buổi tiệc này là một sự thành công là rằng một ngôi sao diễn viên nổi tiếng tham dự nó. Thì ý câu 87 các bạn, nếu không vì nếu không nhờ thì had it not been for nè sự tham dự của một ngôi sao diễn viên nổi tiếng nha. Đây chính là face A film star các bạn nè phẩy S một phát Đây chính là uh, Tendence Sự tham dự nha phẩy phát các bạn Buổi tiệc sẽ không thành công Rồi The party nha uh, Would not have been các bạn nha Rồi A uh, success A uh, successful đi Cho nó dễ các bạn Dùng tính từ Rồi Dùng tính từ bạn viết trên kỳ tương tự trên ghi cũng được luôn. À, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nhé. Câu số 88 nè. Martin không khỏe nhưng anh ta xoay sợ để mà thưởng thức cuộc sống này. Thì ý câu này muốn nói rằng các bạn là sức khỏe của Martin không ngăn cản anh ta từ việc mà à, vui để mà sống. Rồi chỗ này các bạn chọn thầy cái từ poor health này, đó, sức khỏe nghèo của, của cái người này các bạn, thì không thể nào ngăn cản, can các bạn này, đó can prevent nè, uh, someone prevent him các bạn nha, from nè, còn vấp in như thầy, enjoy life, rồi xong, uh, chúng ta đã xong câu này các bạn nha, một số bạn dùng là stop Him from cũng đúng luôn các bạn nha Rồi thầy sẽ qua câu 89 các bạn nè Câu 89 các bạn Thì ở trong câu 89 này Ở đây thì bạn Cái điều duy nhất cái mà làm công việc này xứng Có giá trị là tiền Thì người ta cho các bạn cái từ were nè Đứng đầu Ở câu trên người ta cho các bạn thì hiện tại Thì ý câu này muốn nói rằng Đây chính là câu if loại 2 đảo ngữ các bạn nếu không vì Rồi, nếu không vì của well, các bạn nè It nè Not Not các bạn For Tiền The money Rồi, vậy công việc này sẽ không có giá trị Không đáng giá gì đó Rồi, this job các bạn nè This job Áp dụng if loại 2 Sẽ không uh, Would not be nha Worth nè uh, Why các bạn xong à, chúng ta đã xong câu 89 các bạn nè à, chúng ta sẽ qua câu 90 các bạn nha dù cho anh ấy thì rất là trẻ anh ấy đã làm những thành tựu rất là nổi bật ở trong cái lĩnh vực này thì áp dụng cấu trúc cho thầy nè chỗ này bạn có chữ dần dần tính từ cộng s hoặc đô nè cộng chủ ngữ chữ hi cộng động từ he is dù cho anh ta trẻ rồi khúc sau viết lại hết các bạn ăn ấy mắc nè rồi remark nha nè rg mình nè trong lĩnh vực của chúng ta hit fill nè rồi chấm cho thầy một phát nha đó chúng ta đã viết xong phần viết câu của đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2006 bạn thấy rằng bài viết kinh khủng nè đó đây chính là dạng viết uh, IELTS các bạn nè và bạn có quá trời bài viết luôn rồi Bữa sau, à, bữa khác, thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục cái đề thi học sinh giỏi quốc gia tiếp theo các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn theo dõi thầy rất là nhiều luôn. Đặc biệt là các bạn đã phát biểu rầm rầm như là bạn Trung Bo nè, à, bạn Mon Dương nè, và rất nhiều bạn trước đó nha. Rồi, à, bạn quá trời bạn luôn. đó. Thầy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi thầy. Và thầy xin tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn các bạn vào buổi tiếp theo tất cả các video của thầy khi thầy làm xong thầy sẽ bỏ trên YouTube 5 phút sau là có các bạn nha Xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chào tạm biệt các bạn nha rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn nha rồi Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn Rồi, thầy chào Trung Bo, thầy chào tất cả các bạn nha Rồi, thầy off đây các bạn Rồi, thầy off đây